Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Hiện tại tôi đang có mặt tại bến xe Mỹ Đình. Theo ghi nhận của phóng viên, càng về chiều, lượng xe đổ về bến càng đông, diễn ra tình trạng ùn tắc tại điểm ra vào bến. Mình đi khoảng từ 1 giờ đến bây giờ là khoảng gần 4 tiếng ạ. Lúc mình mới xuống thì còn sớm nên là cũng chưa tắc lắm, nhưng mà đến bây giờ thì tắc và đông ạ. Còn đông đến mức là nghẽn mạng, mình không đặt được xe về. Mà may mà thời tiết hôm nay thì cũng mát mẻ hơn so với hôm qua, nên là cũng đỡ ạ. Bình thường thì mình thấy nó sẽ không kiểu đông đúc lắm, nhưng mà hôm nay là ngày lễ, ngày cuối cùng của ngày lễ, người ta sẽ đổ về quê rất là đông, nên là mình cảm thấy nó khá là trật trội với cả hơi tắc ạ. Có cả xe Grab, xe Bi với cả các xe khách ở đây trên này ở quê lên ạ, nó khá là đông ạ, khá đông đúc ạ. Sau đây chúng tôi sẽ cập nhật tình hình giao thông tại một số điểm khác, đặc biệt là trên các tuyến vành đai và cao tốc. Chiều mùng 1 tháng 5 có mặt tại bến xe Giáp Bát, theo ghi nhận của lao động, càng về chiều lượng người và phương tiện đổ về đây mỗi lúc mỗi đông, lượng khách chật kín ở khu vực cổng bến xe và nhà chờ xe buýt. Hôm nay em đi xe thì gặp cảnh rất là chen chúc và đông đúc ạ. Thì giá vé cũng cao hơn bình thường nữa ạ. Bình thường thì em đi từ Nam Định lên xe Hà Nội thì hết có 2 tiếng rồi, nhưng mà hôm nay thì hết hơn 3 tiếng ạ. Do đường nó tắc. Tương tự, tình trạng đông đúc cũng diễn ra tại nút giao bến xe nước ngầm. Chiều về, trời Hà Nội bắt đầu có mưa nhỏ, lượng phương tiện cũng đổ về đây nhiều hơn. Thưa quý vị, theo ghi nhận của chúng tôi tại trạm thu phí Pháp Vân vào khoảng 17 giờ, lượng phương tiện hướng về trung tâm thành phố Hà Nội đang dần tăng lên. Tuy nhiên, việc di chuyển qua trạm tương đối thuận lợi. Hiện lực lượng chức năng cũng đang tổ chức phân luồng một phần phương tiện đi ra hướng đường gom cao tốc để giảm tải cho nút giao cao tốc và vành đai 3. Theo một số lái xe, cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ chiều này chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số điểm địa phận tỉnh Hà Nam. Còn lại việc di chuyển tương đối ổn định. Nó ở dưới mặt đường chỗ Liêm Tuyền ấy, nên là nó đông một tí. Gọi là phải đi vào được một cú mới vòng ra. Hôm qua kia anh về vẫn thoáng, hôm nay lên nó được thoáng mà. Tại nút giao vành đai 3 xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, đây là tình trạng thường xảy ra ở khu vực này. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đang tích cực phân luồng điều tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại ga quốc nội sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngay lúc này đây thì lượng khách đang tăng lên, tuy nhiên thì phóng viên chưa ghi nhận cảnh đông đúc tắc nghẽn. Dự báo thì tối nay lượng khách có thể tăng cao hơn. Với lại lượng khách ra vào thì nó cũng như ngày bình thường không? Lượng khách du lịch với lại lượng khách trong nước cũng ít. Có thể đêm nay đâu, thuộc lấy đồ thì không phải chờ. Tại mình chắp tay mà, mình đâu có ký gửi đâu. Theo thông tin từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thì trong ngày 1 tháng 5 có 693 chuyến bay đi và đến, trong đó hơn 200 chuyến bay nội địa và hơn 130 chuyến bay quốc tế với hơn 110.000 hành khách đến và đi. Kính thưa khán giả, ghi nhận của chúng tôi trong chiều nay, lưu lượng phương tiện giao thông di chuyển về đường dẫn cầu Cần Thơ khá nhộn nhịp, song việc di chuyển khá dễ dàng, không xảy ra tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, do xế chiều, thời tiết nắng nóng gay gắt lên đến 37 độ khiến nhiều người điều khiển xe máy khá chật vật, phải trùm kín mít quần áo chống nắng để đi quãng đường dài. Nhà ở ngã 7 Hậu Giang á, lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Hết kỳ lễ lên nắng quá, mệt. Được biết ngày mai ngày 2 tháng 5, nhiều doanh nghiệp, nhà máy công sở ở các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai sẽ tổ chức sản xuất trở lại. Người lao động tại miền Tây xa xứ đều kỳ vọng sẽ làm việc, học tập suôn sẻ, bình an.